xã hội, cắt tóc miễn phí, những thợ trẻ tình nguyện hỗ trợ cộng đồng. Trong khoảng vài tháng trở lại đây, trên vỉa hè đoạn đường Tô Hiến Thành, đoạn trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Lý Thái Tổ, Quy 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều bạn trẻ tình nguyện cắt tóc miễn phí cho người dân. Mặc dù không có bảng hiệu hay tên tuổi, nhưng ở hai đoạn đường này có không dưới 15 nhóm cắt tóc dã chiến nằm sát bên trong vỉa hè. Mỗi tiệm là một nhóm từ 3 đến 10 thợ trẻ, song hành với mỗi thợ trẻ là chiếc ghế nhựa, áo choàng cùng bộ đồ nghề cắt tóc. Các thành viên trong mỗi nhóm đều điểm chung là đều cắt tóc với giá 0 đồng. Những thợ trẻ này đều đang học nghề cắt tóc và muốn tìm nơi thực hành sau khi học xong lý thuyết ở lớp. Lê Khánh Bình, 17 tuổi, từ Tiền Giang chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để học cắt tóc và đã quyết định cắt tóc miễn phí để ổn định cuộc sống. Lê Nhật Trường, 24 tuổi, ngụ đường Thoại Ngọc Hầu, Quy, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, ban đầu còn lo lắng khi cắt tóc trên vỉa hè nhưng nhờ sự động viên của khách hàng, anh đã dần lấy lại tự tin và cắt cho nhiều người hơn. Trung bình mỗi ngày, Trường cắt tóc cho 5 đến 7 người. Những sáng kiến tình nguyện này đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và giúp thợ trẻ có cơ hội thực hành, rèn kỹ năng trong lĩnh vực cắt tóc. Đồng thời, cũng tạo niềm vui và sự hỗ trợ đáng kính đối với người dân trong bối cảnh khó khăn, giúp họ tiết kiệm chi phí trong việc cắt tóc và giữ gìn vẻ ngoài. Tương lai, hy vọng những hoạt động cắt tóc miễn phí này sẽ lan tỏa rộng khắp, góp phần tích cực vào xã hội và khuyến khích sự tình nguyện từ những thế hệ trẻ tới. Xã hội, cắt tóc miễn phí, niềm hạnh phúc từ tình nguyện hỗ trợ cộng đồng. Cắt tóc miễn phí ở vỉa hè thiếu nhiều tiện nghi, thiết bị, đôi lúc thợ trẻ như Trường không tránh được một số cực nhọc khó khăn, đặc biệt là vào những ngày nắng gắt hay mưa dông. Dù là cắt tóc miễn phí, nhưng với Trường và các thợ trẻ ở đây, khách hàng luôn được coi như những thượng đế và được phục vụ một cách tận tình. Mỗi thợ đều chào hỏi lễ phép, giao tiếp lịch sự và mời khách vào ghế ngồi cắt. Với Trường, cắt tóc miễn phí cho người dân là niềm hạnh phúc. Anh luôn cắt với tinh thần thoải mái, vui vẻ và không bao giờ từ chối các kiểu tóc mà khách yêu cầu. Không chỉ đường Tô Hiến Thành, đoạn đường Lý Thái Tổ cũng có nhiều thợ trẻ cắt tóc miễn phí, trong đó có Nguyễn Văn Hậu, 19 tuổi, đang ở trọ tại đường Đồng Đen, Quy, Tân Bình. Hậu cảm thấy may mắn khi giúp nhiều người được cắt tóc miễn phí và tạo được nhiều kiểu tóc cho những người dân lao động, giúp họ giữ gìn vẻ đẹp thường ngày trên mái tóc. Sau khi cắt tóc xong, Hậu cảm xúc lắm với sự hài lòng khi cắt đẹp và tạo kiểu mới cho mọi người. Điều này giúp anh tự tin hơn và có cơ hội cắt tóc cho nhiều người hơn. Những hoạt động cắt tóc miễn phí này đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và giúp thợ trẻ có cơ hội thực hành, rèn kỹ năng trong lĩnh vực cắt tóc. Đồng thời, cũng tạo niềm vui và sự hỗ trợ đáng kính đối với người dân trong bối cảnh khó khăn, giúp họ tiết kiệm chi phí và giữ gìn vẻ ngoài. Những tình nguyện viên như Trường và Hậu chung tay góp phần tích cực vào xã hội và khuyến khích sự tình nguyện từ những thế hệ trẻ tới.